Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa. Bản tin hôm nay ngày 11 tháng 7 sẽ chuyển tới quý vị những thông tin chính trị, thời sự, đời sống xã hội được chúng tôi cập nhật trong ngày. Đáng chú ý là thêm một huyện của Thanh Hóa được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tối nay khai mạc vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024. Ngân sách đã để dành được 680.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương. Người bị bệnh bạch hầu trốn cách ly sẽ bị phạt. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 7 tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã tổ chức hội nghị xét công nhận huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang và đại diện các sở, ngành và huyện Hà Trung cùng dự hội nghị. Sau hơn 12 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Hà Trung có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó 15,8% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương đánh giá cao sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị huyện Hà Trung trong xây dựng huyện nông thôn mới, đồng thời lưu ý một số vấn đề để huyện hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Thay mặt Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Đức Giang cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương, đồng thời làm rõ những vấn đề mà Hội đồng Thẩm định đặt ra. Sau khi phản biện đánh giá kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của Hà Trung, tất cả các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023. Vào 20 giờ tối nay ngày 11 tháng 7, lễ khai mạc vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình và trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Liên hoan phát thanh toàn quốc định kỳ 2 năm một lần đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, thi tài năng của những người làm phát thanh và là cơ hội để các đài phát thanh truyền hình cả nước cùng trao đổi về những xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, tìm ra những cách làm mới phù hợp với công chúng. Kể từ lần đầu được tổ chức năm 1994 đến nay, Liên hoan phát thanh toàn quốc đã qua chặng đường 30 năm với 15 kỳ liên hoan, đánh dấu sự trưởng thành cả về lượng và chất của những người làm phát thanh cả nước. Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 7 với chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số. Liên hoan thu hút sự tham gia của 81 đơn vị với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại: phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp và 5 hạng mục giải thưởng: ứng dụng nền tảng số, podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc. Đặc biệt, Liên hoan năm nay còn có sự tăng mạnh của chương trình phát thanh trực tiếp với số lượng lên tới 37 đơn vị tham gia. Sau vòng sơ khảo được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, Ban giám khảo đã lựa chọn 228 tác phẩm của 81 đơn vị lọt vào vòng chung khảo, gồm 53 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, 28 tác phẩm thuộc thể loại phỏng vấn, 30 câu chuyện truyền thanh, 48 chuyên đề phát thanh, 32 chương trình phát thanh tiếng dân tộc và 37 chương trình phát thanh trực tiếp. Trong khuôn khổ vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, văn hóa, thể thao sôi nổi, tạo diễn đàn cho những người làm phát thanh Việt Nam giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm. Theo kế hoạch, lễ bế mạc vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 13 tháng 7 tới đây tại Nhà hát Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, lương cơ sở tăng 30%, tương đương từ mức 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng một tháng. Bộ Tài chính cho biết, ngân sách đã để dành được 680.000 tỷ đồng cho cải cách tiền lương. Dự kiến, khoản tiền 680.000 tỷ đồng sẽ chi cải cách tiền lương cả giai đoạn 2024-2026. Tại dự toán công khai ngân sách năm 2024, Bộ Tài chính cho biết tổng chi ngân sách 2,119 triệu tỷ đồng, trong đó riêng chi cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một số chế độ trợ cấp phụ cấp, chính sách an sinh xã hội 74.048 tỷ đồng. Các đối tượng được thụ hưởng nhiều nhất của chính sách cải cách tiền lương bao gồm công chức, viên chức, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang trong toàn hệ thống chính trị.
Để hướng dẫn thực hiện chi trả tiền lương mới, Bộ Nội vụ cũng vừa ban hành thông tư số 07 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội và hội. Bạch hầu là bệnh có nguy cơ truyền nhiễm cao. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các mảng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục. Theo Điều 11 Thông tư 17 năm 2019 của Bộ Y tế quy định về danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B phải áp dụng cách ly y tế, bệnh bạch hầu thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm B phải tổ chức cách ly y tế và người bệnh bắt buộc phải cách ly tại bệnh viện. Nếu người bị bệnh bạch hầu trốn cách ly y tế mà chưa tới mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Liên quan đến tình hình bệnh dịch bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại Nghệ An và Bắc Giang hiện nay, mới đây, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế hai tỉnh về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bạch hầu. Các cơ sở điều trị khi tiếp nhận các ca bệnh lâm sàng nghi ngờ, nghĩ tới bạch hầu, cần hội chẩn với tuyến trên để ưu tiên sử dụng sớm huyết thanh kháng độc tố bạch hầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đang được tiến hành khẩn trương. Theo đúng kế hoạch, 8 giờ ngày 17 tháng 7, kết quả thi sẽ được công bố đến tất cả thí sinh trên cả nước. Đến thời điểm này, một số địa phương có số lượng thí sinh dự thi không lớn đã hoàn thành chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo chờ đối sánh. Các địa phương nhận xét đáp án và thang điểm bài thi, môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay rõ ràng, thuận lợi cho triển khai chấm thi. Đối với ngữ văn, môn duy nhất thi bằng hình thức tự luận, để đảm bảo việc chấm đều tay giữa các giám khảo và hạn chế tối đa chấm lỏng hoặc chặt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc đã được quy định trong quy chế, như tất cả các cán bộ chấm thi thực hiện thảo luận đáp án hướng dẫn chấm trước khi tiến hành chấm bài thi, thực hiện chấm chung ít nhất 10 bài trước khi thực hiện chấm 2 vòng độc lập. Tương tự, quy trình chấm thi trắc nghiệm được quy định rõ theo từng khâu, từng bước chặt chẽ và có sự giám sát của thanh tra. Các phiếu trả lời trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến thời điểm này, công tác chấm thi tại các địa phương vẫn đang diễn ra đúng quy chế, chưa có tình huống phát sinh nào đặc biệt mà Ban chỉ đạo cấp quốc gia phải xử lý. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sự chi phối của hiện tượng La Nina khiến tình hình mưa bão lũ lụt những tháng cuối năm nay được đánh giá hết sức phức tạp, khó lường, nhất là ở miền Trung. Sau hơn một năm duy trì tính từ tháng 5 năm 2023 đến nay, hiện tượng El Nino đã chấm dứt. Các mô hình dự báo hiện nay có sự thống nhất cao cho rằng hiện tượng La Nina có thể phát triển trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024 với xác suất từ 65 đến 75%. Sau đó tiếp tục duy trì trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 với xác suất khoảng 80 đến 90%. Với kịch bản La Nina xuất hiện, phát triển như dự báo và bắt đầu tác động đến nước ta vào đúng thời kỳ mưa bão, tập trung ở Trung Bộ, nên khả năng diễn biến bão mưa lũ trong nửa cuối năm 2024 sẽ rất phức tạp. Các địa phương và người dân cần phải lưu ý ứng phó. Bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình.